Hello, xin chào các bạn ha. Trên tay mình đây là bốn cái sản phẩm bật mới, đó chính là NanoFlare 700 Neo 2022, gồm 2K4U và 2K5U. Hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết nhất cho các anh em tham khảo nhé. Nếu bạn nào chưa biết á, thì cái cây vợt NanoFlare 700 được ra mắt vào năm 2019 và tính cho đến thời điểm hiện tại á, cái cây vợt này được rất nhiều các vận động viên trên thế giới sử dụng và đánh rất là thành công nha các bạn. Thì có thể biết đến như là cái vận động viên đôi nam vừa đạt được chức huy chương vàng Olympic vừa qua, đó chính là cầu đập Quang Chi Lin sử dụng cái cây NanoFlare 700 này siêu thành công luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến như là cái vận động viên Arisa Higashino của Nhật Bản, từng sử dụng cây vợt này giành được 8 huy chương đồng ở nội dung đôi nam nữ. Và cuối cùng là vận động viên đơn nữ số 1 của Thái Lan, Ratchanok Pinterong, đánh cái cây này cũng khá là thành công nha anh em. Và thiết kế vợt thì hai cái sản phẩm này đều được cái phối lên mình một cái tông màu mới của năm 2022. Cái phối màu đỏ thay vì làm đỏ rực như lúc trước thì dùng nét phối lại cái tông màu đỏ của nó là thành cái tông màu đỏ sậm nha anh em. Nhìn nó hơi hồng hồng á. Cái bản màu này mình thấy là đẹp hơn bản màu cũ khá nhiều nha. Đến với cái cây NanoFlare 700 xanh New 2022 này á, nó cũng được phủ lên mình một cái màu xanh, nhưng mà màu xanh theo mình thấy là màu kiểu xanh của nước biển nha anh em. Cùng với đó là các cái vân nó phối thì với cái cây màu xanh á, thì nó phối thêm các cái vân xanh lá. Bên cạnh đó thì vẫn được phủ lên mình một cái lớp xương nhám cứng cáp. Theo mình đánh giá thì hai cái màu này so với màu cũ thì nó đẹp hơn khá là nhiều luôn nha các bạn. Tiếp đến là mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái phần công nghệ vợt. Hai cái sản phẩm vợt mới này á thì nó chỉ thay đổi về cái phần màu sắc thôi nha anh em. Cái công nghệ thì nó y chang như cũ. Thì mình sẽ nói một về cái công nghệ nổi bật nhất của cái dòng NanoFlare mà được tích hợp trên cái cây NanoFlare 700 này. Đó chính là cái công nghệ New Yellow Frame. Thì các anh em có thể thấy là cái cây sản phẩm NanoFlare 700 của chúng ta ở cái bản trước và cả bản này luôn, thì cái vành khung vợt của nó được làm khá là to nha các bạn. Và nó sẽ dẹt về chiều dài. Thì với cái khung Aero mới này á, nó sẽ một phần á, nó sẽ giảm cái lực cản không khí khi mà anh em chúng ta vung vợt nè. Và một phần thứ hai á, nó sẽ tăng cường cái độ ổn định và tăng cường thêm cái khả năng phục hồi lực, giúp các anh em chúng ta khi mà đánh vào quả cầu á, cái mặt vợt chúng ta nó sẽ giảm rung và phục hồi, giúp anh em chúng ta đánh được cái pha cầu tiếp theo nó được nhanh và nó được liên tục luôn. Có thể thấy á, là cái cầu đập Quang Chi Lin anh ta sử dụng cây vợt này á, anh ta đập rất là mạnh luôn, đập liên tục, đập chừng nào mà cái đội đối phương chết thì thôi luôn. Và bên cạnh đó thì cái cây NanoFlare 700 này cũng được tích hợp một số các công nghệ tinh tiến. Các bạn có thể tham khảo cái bài viết trên shop Binbi của mình. Kế tiếp là về phần thông số vợt, thì hai cây này như mình đã nói ở đầu video, nó sẽ được phát hành với hai phiên bản là 4U và 5U. Thì phiên bản 4U á, nó sẽ được căng mức căng tối đa là 12,5kg và phiên bản 5U là 12kg. Và cái phần chụp mũ vợt á, thì cái cây, cái đặc điểm đặc trưng của dòng NanoFlare á, là họ đều tích hợp cái phần chụp mũ là Control Sport Cap. Thì cái chụp mũ này là cái chụp mũ tròn nha anh em, nó chỉ tăng cường thêm 88% cái diện tích mà bề mặt chúng ta tùy thôi, chứ nó không có các cái rãnh như là AB Cap. Ok anh em ha, thì mình sẽ đo thông số của 2K5U trước và 2K4U sau cho các bạn dễ dàng hơn cho việc so sánh giữa cái bản màu xanh và bản màu đỏ nha. Đầu tiên là cái cây 5U xanh trước nè. Thì trọng lượng 5U. Trọng lượng của nó là 80,5g nha anh em. 80,1g. Thì nó cũng xê lệch nhau có 0,4g thôi nha. Ok, cái điểm cân bằng của cây 5U xanh mình đo được là nó khoảng 295mm nha các bạn. Ok. Cái điểm cân bằng của cây NanoFlare 700 đỏ 5U thì mình đo được là nó khoảng 297mm nha anh em. Nặng hơn là 2mm thôi. Ok, với cái cây xanh bản 5U thì xung quanh của nó là 81kg trên 1cm² nha. Ok, xung quanh của cây đỏ là 81,2kg trên 1cm². Ok anh em ha, độ cứng đổ của cái cây màu xanh 5U là 8,002 nha anh em. Thì đây là một cái độ cứng cũng nằm ở mức xem siêu cứng á. Ok, độ cứng đũa của cây màu đỏ 5U là 7,943 nha anh em. Nó sẽ cứng hơn cái bản xanh 5U một chút xíu thôi. Kế tiếp là đến cái bản 4U nha anh em. Đầu tiên là cái cây xanh bản 4U nè. Đó, 85,1g. Thì nó cũng hơi nặng hơn một chút so với cái thông số 4U nha các bạn. Thì 4U là từ 80-84g, thì cây này là 85g. Trọng lượng của nó là 85,5g. Thì nó rõ ràng là cái cây đỏ nó nặng hơn cây xanh một chút nha các bạn. Cả hai bản đều vậy luôn nha.
ok. Điểm cân bằng của cây xanh mình đo là nó được khoảng 294mm nha các bạn. Nó cũng xem so với cái điểm cân bằng 295 nãy của cái cây xanh 75U nha. Ok anh em ha, thì điểm cân bằng của cây đỏ mình đo được là khoảng 295mm nha các bạn. Nó có hơi hấp hơn một chút so với cái bản đỏ 5U nãy. 84,6kg trên 1cm vuông. Ồ, 84,8kg trên 1cm vuông. Độ cứng đổ của cây màu xanh bản 4U là 8,213. Cái bản 4U thì độ cứng đổ của nó sẽ dẻo hơn một chút so với bản 5U nha các bạn. Nằm ở mức là độ cứng cao thôi, chứ không phải là siêu cứng. Và độ cứng cuối cùng là cây độ cứng đổ của cây 700 đỏ 4U là 7,769. Nó cứng hơn hẳn so với bản 4U của cây xanh nha các bạn. Sau khi mà mình đã đo thông số rồi, và trước đó thì mình cũng đã đánh qua cái cây 700 đỏ bản 4U, mình sẽ cảm nhận của mình về bốn cái sản phẩm vật mới này. Mặc dù mình đo về thông số trọng lượng nè, điểm cân bằng và swing quay nó kiểu như là xem nhau, cây đỏ có nặng hơn một chút thôi, nhưng mà khi cái anh em cầm vào cây vợt á thì cái cây màu đỏ thật sự cho bạn cái cảm giác nặng hơn khá là nhiều so với cái cây màu xanh nha. Cây màu đỏ các bạn cầm vào là cái tay các bạn nó chìm, kiểu như là cái đầu vợt á nó chìm thẳng cái tay bạn xuống luôn. Còn cây màu xanh á khi các bạn cầm vào thì nó sẽ cho bạn cảm giác cân bằng. Cái độ cứng đổ vợt thì mình thật sự là mình không biết là nhà sản xuất họ làm ra cái cây vợt của họ là độ cứng của đũa nó có chuẩn hay không, nhưng mà mình đo được thì nó sẽ lệch khá nhiều nha các bạn. Hai cái cây 5U á thì nó xem với nhau là nằm ở mức 7.9 đến 8. Còn cây riêng các bạn 4U á thì mình đo được là một cây 7.7, một cây tới 8.2, 8.3 gì đó. Thì so với vậy á thì mình nghĩ là cái cây vợt này nếu mà xét về tổng thể chung luôn á thì mình nghĩ là độ cứng của nó nằm ở mức là khoảng 7.9, là một cái độ cứng đũa là siêu cứng nha các bạn. Nếu mà tính ra là mình vung qua vung lại á thì nó cho mình cảm giác là không có quá cứng như cây 88 Dero, tại vì một phần á là do cái cán vợt á là nó làm cái cán vợt hơi ngắn nè, với nó không có cái chụp mũ là EB Cap Plus, nên một phần nữa là do cái đường kính đũa của nó là Super Slim Shaft thôi, là 6.8mm. Nên khi các bạn, mặc dù cái mình đo là cái độ cứng của nó như vậy, nhưng mà khi cầm vào thì nó không có quá cứng như mấy cái sản phẩm mà có cái EB Cap Plus nha các bạn. Thì cái cây Nanoflare đỏ 5U này á thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp dành riêng cho các bạn nữ, hoặc là các bạn nam mà tay yếu, tầm khoảng trình độ trung bình á, là nếu mà đánh mà thiên về cái sở trường là chúng ta bắt lưới, chụp lưới hoặc là đẩy xong rồi chúng ta chụp cái pha tiếp theo á, thì sử dụng cái cây đỏ này mình nghĩ là nó sẽ khá phù hợp. 700 xanh 75U á thì mình thấy là nó cầm vào nó cho mình cảm giác là nhẹ nhàng và thanh thoát hơn khá là nhiều so với cái bản đỏ 5U. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn nào mà nữ mà chúng ta đánh đơn á, hoặc là đánh đôi nữ mà đánh toàn diện á, sử dụng cái cây xanh 5U này thì nó thích hợp. Thì cái cây đỏ 4U này á, mình cầm vào thì nó cho mình cảm giác là thật sự nặng nha các bạn. Nó nặng như mấy cái cây 3U luôn, cầm vào nó nặng đầu cực kỳ. Thì mình nghĩ là các bạn nào tay phải khỏe, trình độ khoảng tầm trung bình khá thì mới nên sử dụng cây vợt này nha. Các vận động viên thế giới á, họ cũng kỳ thông số vợt đề ra là 4U và 5U, nên là cái cây vợt của họ là họ đánh là nằm ở mức 4U thôi. Nên là cái 97 cái cây này á, mặc dù là nó có thông số đề ra là 4U, nhưng mà thật sự mình cầm vào là nó khá là nặng nha các bạn. Yêu cầu một lực tay phải tốt mới có thể đánh được. Rồi, kế tiếp là về đến cái cây Nanoflare xanh bản 4U. Thì cái cây xanh cho mình cảm giác là cầm vào thì nó cũng như cái cây 5U á, nó sẽ cân bằng hơn một chút so với cái cây đỏ. Thay vào đó thì mình có thể sử dụng đánh đơn nè, đánh đôi thì mình so cái cây đỏ nặng đầu các bạn thủ á, thì nó sẽ không tốt bằng với cái cây xanh. Như cái vận động viên quan Chi Linh á, anh ta đánh thì mình thấy là đa số anh ta đánh cái cây xanh nhiều hơn so với cây đỏ. Những cái trận cầu nào mà đánh đơn giản thì anh ta mới sử dụng cây đỏ nhiều. Còn trận cầu nào mà đánh căng hoặc là đánh mà bên kia người ta thủ tốt á, thì đa số là mình thấy anh ta sẽ đánh cái cây Nanoflare 700 xanh bản 4U nhiều hơn so với cây đỏ nha. Thì đó là cái cảm nhận riêng mình thông qua các cái thông số trên, cùng với đó là mình đã trải nghiệm qua cái cây đỏ 4U rồi. Và sở trường của cây vợt này á thì mình cũng đã nói á, dòng Nanoflare là dòng vợt đánh nhanh, nên là sở trường của cây dòng Nanoflare này á là các bạn đánh nhanh và đánh liên tục nha các bạn. Pha cầu kiểu chúng ta nhồi liên tục luôn, chứ không để cho trái cầu nó chậm. Thì đó là cái sở trường của cây vợt này. Rồi, trong cái video sắp tới các bạn muốn mình review về các sản phẩm vợt cũng như giày gì, nhớ comment bên dưới, cho mình một like và một đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.